ăn cả xác đồng loại khi đói. Và tất nhiên nếu nhà bạn quá sạch hoặc cuối tháng mà bố mẹ chưa bơm tiền, nhà còn đúng cái nịt thì bọn này nó chuyển khẩu vị qua gặp bạn khi bạn ngủ. Đây là những vết cắn của tiểu cường. Có thể bạn đã từng bị nhưng chưa biết do đâu thì xem đến